Dạ. Mấy hả? Ừ. Rồi xin đi dạy mọi người cách xếp chiếc thuyền nha. Con giải thích giống nãy con giải thích cho mẹ vậy. Đây, bằng nhau. Bằng nhau rồi. Ừ. Làm gì, làm gì nữa? Xếp một hình tam giác để con làm một hình vuông đã. Làm một hình vuông trước xong rồi lúc đó hình nó đâu phải đâu. Đúng rồi, cái bộ hai xanh. Giờ mở ra mình xếp cái chiếc thuyền. Xếp hình tam giác đúng không? Đúng rồi. Xếp thêm một hình tam giác nữa đúng không? Đúng rồi. Cái vậy là hình tam giác của mấy nhà. Rồi giờ làm cái gì? Làm gì nữa? Cười, cười. Hai lấy cái này đó, cái này sao? Chị đau thì cô sẽ cho bạn. Rồi sao nữa? Làm cái nón thứ nhất. À, làm thành nón vậy đó hả? Đây là mã là thời giáp nên ở đây nè. Rồi. Bây giờ để cho nó sẵn đi cho này nè. Rồi xong rồi. Để cho nó sẵn cái này. Ừ. Rồi sao nữa? Gấp lên. Mẹ quay phim cho mẹ cho con coi nha. Ừ. Thế bà, mở cửa. Tụi con, tụi mở đi. Tụi tao đang quay phim. Cái tụi con ấy là trẻ mà nhà là đang vô phim hết rồi, chưa biết. Xong chiếc thuyền. Xong chiếc thuyền rồi. Đứng là nè, đây, chụp đi. Yeah, giỏi quá, xong rồi hả? Dạ, dạ, ừ, rồi. Rồi, để mà chụp nha. Rồi, giờ mình qua.